Mình chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện mà tối hôm qua mình chat trên Facebook với một bạn nữ. Và cái đây là lâu nay các bạn thấy cái phòng quà nhưng mà mình cũng chưa nói đến các bạn. Cái đây là cái phòng làm việc của mình ở ngay căn nhà của mình. Đây cũng là cái phòng đọc sách. Phía bên này là cái kệ sách rất là nhiều, các bạn chưa có thấy, hơn 400 quyển sách. Bên này là cái view sông, mình nhìn ra bên sông Sài Gòn. Rồi nhìn xong là hàng ngày mà thấy tàu bè rồi chờ tàu chở hàng container rồi nó quay lại. Cái này là cái view của Thảo Điền. Và cái câu chuyện mà mình chia sẻ với bạn là tối qua mình có nhận, tức là có cái chat inbox với một bạn nữ. Bạn nói rằng là năm nay bạn đã 30 tuổi rồi. Bạn đang làm nhân viên cho một cái ngân hàng Vietcombank. Có một đứa con. Thu nhập thì khoảng trên dưới 10 triệu. Và bạn thấy đi làm thì cũng được đó, cũng khá ổn định, việc thì nói chung là cũng khá bận, bên cái ngân hàng mà làm việc bận lắm. Bạn nói là có nhiều lúc 7 giờ tối mới về, nghe nói làm việc 8 tiếng nhưng mà chả lúc nào làm việc 8 tiếng đó. 7 giờ tối về, có hôm 10 giờ đêm mới về tới. Nhiều lúc cũng chán nhưng mà nhiều lúc cũng muốn ra kinh doanh thì không biết làm sao. Tuy nhiên cái vấn đề bạn hỏi là như vậy nè, em biết may vá, may vá, tức là em biết may cái con thú bông này, may con thú bông kia, rồi may đồ thời trang rồi vậy. Lâu lâu cũng có người này đặt, người kia đặt, hoặc là lâu lâu em may hàng tặng cho người này người kia thì có nhiều người khen lắm. Vậy bây giờ em muốn ra kinh doanh được không? Những cái tài lẻ đó có giúp em ra kinh doanh được không? Mình nói là wow, bạn rất là tuyệt vời hơn rất là nhiều người. Những tại những cái nhu cầu đó là cái nhu cầu hàng ngày. Cái nhu cầu hàng ngày mà ai cũng dùng, ai cũng có, kể cả người Việt Nam, người châu Âu, người châu Mỹ, người châu Phi, ai cũng có nhu cầu dùng những cái này hết, những cái con thú handmade, những cái sản phẩm làm bằng handmade, làm bằng tay các bạn, rồi quần áo may vá, ai cũng có nhu cầu hết. Và bạn nói là em đi tham khảo rất là nhiều người rồi. Có người nói là em đi làm online đi. Có nhiều người nói rằng là em ra em mở shop. Có người nói là em lập cái trang web bán. Tuy nhiên em vẫn cứ rối loạn, em chưa biết bắt đầu từ đâu. Hiểu chưa? Và cái cuộc trao đổi của mình với bạn đó trao qua trao lại vậy thì, và mình nói là tại sao bạn liên hệ với mình, bạn nói là tại vì em theo dõi cái trang Facebook của anh, cái trang Nguyễn Thế Duy của anh, và em thấy lâu nay anh chia sẻ về kinh doanh nó rất là hay, em đọc lâu nay cũng giúp cho em định hình, em hiểu rõ hơn về cái thế giới kinh doanh. Em cảm nghiệm được, em thấy các bạn tương tác với anh và các bạn đó làm việc rất là năng lượng, nên đó là lý do mà em muốn xin anh một cái lời chia sẻ trong cái kinh nghiệm của anh. Cái kinh nghiệm của mình chia sẻ bạn chứ khó gì như vài nè. Bạn rất là tuyệt vời. Hiện tại cái công việc làm cái online của bạn nó cũng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên nó tuyệt vời cái thời điểm hiện tại là bạn là tuổi 30 thôi. Điều gì xảy ra khi bạn 35, điều gì xảy ra khi bạn 40? Bạn có nhận ra điều này không ạ? Khi bạn 40 tuổi thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Dĩ nhiên là cái tổ chức bạn họ vẫn cứ giữ bạn, nhưng mà em nên nhớ rằng là các bạn luôn nhớ rằng là có rất là nhiều nhân sự trẻ họ lên nữa mà. Bạn hình dung ra điều này chưa? Cái rất nhiều bạn nhân sự trẻ lên mà. Mỗi năm ngân hàng bạn cũng tuyển những người nhân sự trẻ mà. Nên là cái khuyên của mình đó, là bạn có lợi thế hơn rất là nhiều người. Nghĩa là bạn còn biết may vá, bạn còn làm được những sản phẩm mà cái đó là cái nguồn lực là bạn nắm chắc ở trong tay. Đây những người họ ra khởi nghiệp và cho tới giờ họ thành công, họ không có một cái nghề ngỗng gì trong tay ngay cái thời điểm bắt đầu. Bản thân mình cũng vậy, cái thời mình ra khởi nghiệp mình không biết là mình phải làm gì nữa, mình đi chọn đi bán nước mắm. Bạn hình dung ra này chưa? Còn bạn ra là bạn có được cái cách đi gì đó, bạn tạo ra, bạn làm rồi. Thì nó rất là tuyệt vời. Ngay bây giờ bạn đang ở trong ngân hàng thì đúng là cái thời điểm này thì của bạn
cái cho như vậy là nó tuyệt vời đấy. Mình thì mình nhìn cái góc độ 10 trên dưới 10 triệu một tháng thì mình nhìn cái góc độ gọi là mình hay gọi cái từ là ổn định cộng thêm chữ nghèo. Nghĩa là sao? Đọc lại là nghèo ổn định, nó nghèo nhưng mà ổn định nhưng nó nghèo. Đúng không? Đúng không? Nó ổn định nó ổn mà nó nghèo luôn luôn. Thì bạn cũng nhận ra cái điều đó. Hơn ai hết chính bạn nhận ra cái điều đó. Vậy thì mình nghĩ là bạn dứt khoát đi. Ra chọn con đường kinh doanh luôn. Tuy nhiên, nếu mà bạn cảm giác sợ rủi ro thì bạn nên đi hai chân. Hai chân nghĩa là sao? Bạn vẫn đảm bảo đi làm cái công việc ở ngân hàng giờ hành chánh. Rồi bước thứ hai là bạn làm gì ạ? Bạn dành khoảng 3-4 tiếng đồng hồ buổi tối để bạn gì? Bạn bắt đầu bạn setup những cái công việc cơ cho anh. Setup cụ thể nó là cái gì? Chuẩn bị nền tảng về sản phẩm, chuẩn bị về nền tảng marketing, chuẩn bị về nền tảng hàng. Những cái đó không biết thì bạn dành thời gian bạn đi học. Nếu những cái gì mình chia sẻ ở đây với điều kiện là bạn phải có kiến thức về kinh doanh, bạn hiểu về marketing bán hàng, bạn hiểu về quản lý kinh doanh nghiệp, bạn hiểu được cái cách giao dịch với khách hàng. Còn nếu mà bạn không hiểu những đó thì mình nói bạn cũng không có làm được đâu. Chúng ta muốn làm được thì chúng ta phải đi học thôi. Bạn chia ra hai quỹ thời gian, một quỹ thời gian là vẫn đảm bảo đi làm, một quỹ thời gian kia là đi học rồi từ từ bước làm. Nó mất bạn khoảng 6 tháng, bạn tập trung nó mất khoảng 6 tháng đến 9 tháng. Tức là năm nay xem như là gần hết năm 2017 rồi, bạn bắt đầu từ bây giờ thì an tâm đi. Đầu năm 2018 là bạn sẽ có khách hàng. Khoảng về giữa đến cuối năm 2018, nếu mà bạn đi theo đúng chiến mà mình chia sẻ vậy, thì bạn bắt đầu bạn từng bước bạn có khách hàng đó, và bạn phát triển dần dần. Rồi ở trong nước xong rồi bạn sẽ tìm khách hàng ở nước ngoài. Cái lĩnh vực của bạn, lĩnh vực Hamas đó, khách hàng châu Âu, châu Mỹ nó thích lắm đó. Rồi bạn là bạn phát triển ra nước ngoài. Cái bước đầu tiên là bạn phải xác định ra được là cái sản phẩm của bạn có thực sự tốt không, có thực sự nhiều người thích không. Vậy thì bạn phải có một cái khảo sát thị trường, bạn làm một cái bài khảo sát xem là cái dòng sản phẩm mà này thị trường nó có chấp nhận không. Và bước thứ hai là bạn phải xác định được cái phân khúc khách hàng của mình là thuộc thị trường nào. Ví dụ như là trẻ em thì nó thích những cái hình, những cái con thú, những cái chữ, những cái câu hình ảnh trong cái câu chuyện cổ tích. Nhưng mà các bạn thấy là tuổi tin thì nó thích cái xu hướng của Hàn Quốc, của Hàn Quốc, của Nhật Bản, của phương Tây, cái phong cách của nó, thì chúng ta làm theo cái phong cách đó. Sau khi chúng ta xác định được rồi, và chúng ta thấy rằng nếu chúng ta thấy rằng chúng ta xác định được rồi mà chúng ta không đáp ứng được cái đó, thì chúng ta cũng có sẵn nền tảng rồi, thì chúng ta đi bổ sung thêm vào để chúng ta tạo ra được những sản phẩm nó tuyệt vời hơn. Và sau đó các bạn bắt đầu là xây dựng cái kế hoạch marketing. Rồi thực hiện những cái kế hoạch marketing đó trên Facebook, trên website, trên các cái trang mạng xã hội bạn phải học. Nhưng mà Facebook, website rồi gì đó thì nó chỉ giúp cho bạn một cái công cụ thôi. Bạn phải có cái kiến thức về marketing, bạn phải có kiến thức bán hàng để bạn chia sẻ lên trên đó. Rồi sau khi bạn làm ở trong nước được rồi là bắt đầu bạn mới tấn công ra thị trường nước ngoài. Ở trên thế giới nó có rất là nhiều trang bán hàng hay mắc online, nó sẽ giúp cho các bạn có tăng thêm thu nhập. Và về lâu về dài nữa, bạn sẽ gì? Sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp lớn luôn, trở thành một cái công ty mạnh mẽ luôn, một cái doanh nghiệp lớn luôn. Nếu mà bạn biết cách, mình nghĩ cái nền tảng mà tốt vậy á, bạn tập trung đi thì khoảng 2-3 năm là bạn trở thành một cái doanh nghiệp mà nó tạo ra doanh thu vài trăm triệu một tháng là chuyện bình thường. Nó không có gì khó khăn. Mình kể với bạn một cái câu chuyện. Mình cũng gặp có một bạn tên là bạn Hương Hamas, và bạn ra bạn cũng làm lĩnh vực Hamas của bạn đó. Bạn làm lúc đầu bạn cũng làm những cái quà tặng Hamas để bạn bán, rồi bây giờ cái công việc của bạn nó đang phát triển tốt, thì bây giờ bạn tới một cái công đoạn là bạn đi bán cái nguyên liệu cho những người làm Hamas luôn rồi. Có một bạn tên là Chiêu Nguyễn. Bạn cũng chuyên làm các sản phẩm Hamas, bạn lên trên Google bạn search Chiêu Nguyễn, và bạn đang từng bước phát triển rất là tốt. Những bạn đó lúc đầu là cũng đi từng bước vậy.
cái gì cũng vậy, bạn muốn giỏi về kế toán, bạn muốn giỏi về cái lĩnh vực ngân hàng của bạn thì bạn phải mất hết 3-4 năm bạn đi học, rồi sau đó bạn ra thực tập 5-6 năm bạn mới giỏi. Việc kinh doanh mà nói bạn chỉ cần tập trong từ 2-3 năm bạn giỏi rồi à, tại vì bạn không dành thời gian đủ lâu cho nó thôi à. Và sau khi mình chia sẻ với bạn này thì bạn mới kêu ok rất là tuyệt vời à, em nghe rất là nhiều người khuyên kiểu này, người khuyên kiểu kia, người thì kêu làm online, người thì kêu làm offline, người làm offline thì nói mày làm online nguy hiểm lắm, người làm online thì mày đừng có nên làm offline. Rồi bạn còn nói rằng là có người thì nói là đừng có nên làm cái hàng ngon như vậy, tại sao mày bỏ mà làm. Bạn cũng kêu trời ơi, rất là nhiều lời khuyên làm cho bạn rối luôn. Chính xác, cái đó là mà nói không phải là lời khuyên, mà cái đó là cái quan điểm, cái quan điểm của con người đó. Cái người đó mà họ chưa bao giờ làm kinh doanh thì họ sẽ khuyên bạn không nên làm kinh doanh. Cái người đó họ chuyên làm online thì họ sẽ khuyên bạn làm online, mà cái người đó chuyên làm offline thì họ sẽ khuyên bạn làm offline. Cái quan điểm của mỗi người. Còn cái lời khuyên là dành cho những người mà họ đã làm rất là thành công và họ tiếp cận ở rất là nhiều lĩnh vực khác nhau thì như vậy mới gọi là lời khuyên, cái lời chia sẻ, lời tư vấn. Các bạn hình như chưa? Còn những người mà họ chỉ đứng ở góc độ những người mà chưa bao giờ ra làm chủ thì họ khuyên bạn là mày ra làm chủ nguy hiểm lắm. Cái đó là tất nhiên rồi, bởi vì họ có hiểu thế giới làm chủ đâu. Ví dụ như là bạn là người chỉ ở trong rừng và bạn chưa bao giờ xuống biển thì một người mà hỏi à tao nên lên rừng hay tao xuống biển thì cái thằng ở rừng nó sẽ nói là nên mày nên ở rừng, mày xuống biển làm gì, rủi ro lắm. Bạn có nhận ra điều này không? Tại vì họ có kinh nghiệm, thậm chí họ chưa bao giờ đi xuống biển thì làm sao họ cho bạn lời khuyên được. Bạn cảm nhận ra điều này chưa? Vậy thì cái câu chuyện mình muốn nêu ra đây để gì? Để cho các bạn có một cái góc nhìn nó rộng hơn và bạn quyết tâm hơn. Hãy nhìn cái cuộc đời mình nó xa hơn, đừng có nhìn cuộc đời mình ngày hôm nay, đừng có nhìn là năm nay mình 30 tuổi mình đang rất là tuyệt vời, mà hãy nhìn năm 40-50 tuổi và mình nhìn những cái tác động nó ảnh hưởng đến cái cuộc đời của mình. 40 tuổi 50 tuổi rồi bạn ở trong một cái ngân hàng như vậy, người ta có trọng dụng bạn không, và bạn có nhắm rằng là lên 40 tuổi bạn lên được cái chức trưởng phòng không à, và cái chuyện gì xảy ra khi mà cái rủi ro trong làm việc và một ngày nào đó bạn đứng ra và điều kiện kinh tế sống gia đình đồ sao. Hãy nghĩ tới cái tương lai, hãy nghĩ 10-20 năm nữa, chúng ta đừng có nghĩ giờ. Và nếu chúng ta khôn ngoan, chúng ta dành 10 năm cho đi làm công nữa và bạn dành 10 năm cho làm kinh doanh nữa, các bạn thấy khác biệt không? 10 năm đi làm công có thể bạn thu một khoản tiền thôi rồi bạn đứng lên là hết, cùng lắm là tiền lương, tiền gì, tiền bảo hiểm. 10 năm nữa bạn đi làm công việc kinh doanh thì bạn xây gia đình được một công ty à, gia đình bạn đang sở hữu một cái công ty, bạn để lại cho con cháu, điều này nó rất là tuyệt vời. Hãy suy nghĩ kỹ về điều đó. Không biết cách thì hãy đến với các cái chương trình, mình có những cái chương trình chia sẻ về kinh doanh, những cái lớp đầu miễn phí thôi, hoàn toàn miễn phí. Bạn đến đó gặp mình trao đổi sẽ nói rõ hơn. Và đây hôm nay mình làm đoạn video này cũng dành cho rất là nhiều bạn cũng đang lăn tăn không biết như thế nào. Tất cả nó đều có chiến lược đi, nếu mà bạn gặp đúng người họ sẽ chia sẻ lại cái cách đi nó rất là ngọt, không có vấn đề gì hết, nó không bị rủi ro một chút xíu gì hết. Rủi ro là dành cho những người thiếu kiến thức, thiếu tư duy, thiếu kinh nghiệm nó mới rủi ro. Còn những người họ có kiến thức, tư duy, kinh nghiệm thì làm sao mà rủi ro được? Cái xác suất nó rất là ít. Bạn làm được chưa? À, và cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là cái buổi sáng thứ bảy, chút xíu nữa mình phải lên lớp rồi. À, nên là mình chia sẻ với bạn một động đô nhanh vậy. Bye bye các bạn và chúc các bạn ngày thứ bảy và ngày chủ nhật cuối tuần rất là tuyệt vời. Bye bye các bạn.